Dạ, em Phúc, nhà lưu trú Thủ Đức xin gửi lời chúc thân thương đến quý vị khán giả xem video trong ngoài nước. Lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, em chào anh. Chào Phúc. Dạ, em cảm ơn anh hôm nay đến với chương trình Kết nối yêu thương để bày tỏ bản thân mình, gửi đến quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước, và bên cạnh đó là gửi đến quý chị, để thông qua chương trình biết đâu là anh chị có đủ duyên, có thời gian tìm hiểu với nhau. Trước khi đi vào chương trình, em cũng mời anh chia sẻ giới thiệu bản thân của mình để gửi đến quý vị khán giả thân thương giúp em. Mình từ đâu đến, năm nay anh được mấy mươi và anh tên gì? Em mời anh ạ. Anh xin chào cộng đồng mạng, là anh tên Lưu Hồng Phong, sinh Dạ. 1971, thì quê ở Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nay đến cái kết nối yêu thương, anh cũng mong muốn cái sự mà hỗ trợ bên chương trình để cho gặp anh cái sự may mắn và có một cái nửa quãng đời còn lại gặp Dạ. những người yêu thương và biết thông cảm, biết chia sẻ, gắn gác với nhau giữa cuộc sống cho đến ngày mai và mãi mãi. Dạ, em cảm ơn anh Phong vừa giới thiệu bày tỏ bản thân của mình. Dạ, anh Phong sinh năm 1971, là năm nay mình 33 tuổi, 53 anh Phong á, Năm 53 tuổi. 53 tuổi. Dạ, em mời anh Phong giới thiệu thêm giúp giùm em tình trạng hôn nhân gia đình của mình để gửi đến quý vị khán giả, và bên cạnh đó là gửi đến quý chị. Khi mà quý chị xem qua bài tỏ của anh đó mới hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của anh, để quý chị liên lạc về chương trình. Chính vì vậy khi mà em phỏng vấn, em hỏi những câu, đặt những câu hỏi cũng mong anh cho phép. Dạ, em mời anh Ok. giới thiệu về tình trạng hôn nhân gia đình mình giúp em. Tình trạng hôn nhân gia đình, vì thật sự thì từ khi bà xã người quá cố anh đã ra đi gần 4 năm rồi, Dạ. thì anh cũng là tan chớ cũng xong, là cái quyết định quãng đời còn lại anh tìm người bầu bạn với nhau xuống cuộc đời này. Dạ. Bà xã anh là mất được 4 năm, thì đến thời điểm này là anh Phong có bước thêm bước nào nữa không anh? Chưa bước cái bước nào hết, bởi vì cũng Dạ. sự chung tình người quá cố của nó cũng đã đến đến lúc mình Dạ. cũng phải nguôi nguôi đi rồi mình mới tìm lại được cái mối Dạ. tình đỡ gắn kết với nhau. Dạ. Và hiện nay trong gia đình của mình được mấy thành viên, như là con anh đó anh Phong? Con anh có một người thôi, Trai gái anh ạ? con trai năm nay 15 tuổi. Ồ, vậy là tính anh lập gia đình cũng muộn ha. Muộn. Tại 53 mà con 15 tuổi là lập gia đình cũng muộn đó. Dạ, cảm ơn anh Phong vừa giới thiệu về bày tỏ bản thân của mình về tình trạng hôn nhân gia đình để gửi đến quý vị khán giả thân thương. Dạ, em mời anh Phong chia sẻ thêm giúp giùm em á, là năm nay anh Phong 53 tuổi, để mình chọn một ý chung nhân, để về cùng anh nắm tay đi hết quãng ngày còn lại, cái độ tuổi bao nhiêu tuổi để phù hợp với tính cách của Thì mình? tuổi nếu phù hợp thì khoảng cỡ 46 đến 48 tuổi là chuẩn nhất. Dạ. Cũng không có chênh lệch nhiều, mà chênh lệch giữa cuộc sống giữa anh và họ là cũng là cái chênh lệch gắn bó người nữ, thì nó cái tuổi sau này nó càng già hơn mình nhiều. Dạ. Sự lo âu và đến cái lúc đó mình sẽ công bằng ra giữa hai người đi với nhau là nó mới hợp tình hợp lý hơn. Dạ. Vậy là mình chọn khoảng chừng hơn 40 đến khoảng 46 đi anh ha. Dạ. Anh Phong ơi, thì cái công việc hiện tại giờ mình đang làm công việc gì ạ? Thì công việc của anh thì bên ngành thời trang, Dạ, anh làm thời trang, mình bên làm thiết tại kế thời nhà trang, ha, là làm làm. tại nhà đúng không? Dạ, mình làm thiết kế thời trang anh ha. Anh Phong thì bên thiết kế thời trang là bên ngành nghề may mặc, làm đẹp. Đúng rồi. Đó, thời trang đẹp đẹp để phục vụ cho mọi người. Thì để mà mình anh tìm một cái người bạn đời đó, cái tính cách nè, phải công việc làm, cái tiêu chí của anh, cái người bạn của mình sắp đến đây đó, là anh có tiêu chí anh thích bạn mình làm công việc gì và cái ngoại hình bạn mình như thế nào đó anh có thể chia sẻ giúp giùm em. Thì cái công việc bạn của mình thì nói chung thì công việc nào thì là cũng là công việc, mỗi người Dạ. có sự đam mơ với nhau. Nếu công việc anh, cái ngành anh thì một mình anh cũng bận rộn không có làm được. Nếu sau này nếu anh gặp có một người mà yêu thương anh thì anh sẽ họ ngành nghề gì anh cũng theo họ mà làm, nó gắn kết với nhau hơn. Chứ còn giờ làm một mình rất rất là cực lắm, mọi cái chi phí rồi mọi cái tìm công việc làm rồi thợ thầy rồi nó mẫu mã rồi thiết kế rập mẫu rồi nó mỗi cái nó nhiều quá đi, một mình không có thở mà gồng gánh. Từ khi bà xã là gục đi rồi là tất nhiên là công việc anh cũng hơi xuống nhiều, xuống rất nhiều, xuống xuống dữ lắm. Rồi đầu tâm bắt đầu anh chỉnh tâm lại, là anh suy nghĩ, anh quyết định anh lên cộng đồng mạng này cũng là chia sẻ những lời yêu Dạ. thương mà anh phải tìm cho được. Mình thiết kế thời trang đó là nhân viên đông không anh? Thì còn vợ thì nhân viên đông lắm, nhân viên cũng mấy chục người đó, không có Wow. hết. Và khi vợ mất rồi là những sống là nó mọi hoàn toàn nó đi xuống hết.
nó thay đổi là nó đảo ngọt càng khôn hết, chứ không nó giống như là lúc ban đầu còn bà xã mình. Nói chung là đồng vợ đồng chồng thì tác biển Đông cũng cạn anh ha. À, cái thời điểm mà bà xã anh mất cách đây 4 năm đến trở về đây, cái thời điểm kinh tế nó cũng hơi eo hẹp. À, đúng phải rồi. Là mình anh, nhưng mà em thấy đa phần những doanh nghiệp khác nó cũng dơ vào trạng thái đó. Là bất ổn đó. Dạ, dạ. À, anh hiện nay là mình ở thành phố Hồ Chí Minh, là mình ở đó là nhà của mình luôn anh? Ờ, trước ở nhà mình luôn. Dạ, anh Phong chia sẻ thêm giúp giùm em đó. Với sau khi mà em chia sẻ thông tin video của anh, em đặt một câu giả thiết như là chị nào mà cái tiêu chí của anh đề ra đó, mà trong cái thời gian anh chị tìm hiểu hòa hợp với nhau, thì cái cảm nghĩ của anh Phong là để mình tìm một người bạn đời của mình đó, là có nhà tương xứng với anh Phong hay là không có nhà như thế nào đó, anh có thể bật mí giùm em để quý chị hiểu được cái tâm tư của mình. Còn nhà cửa thì nó giống như một cái cõi tạm vậy, không có quan trọng. Dạ. Nếu ở đâu cũng được, nếu mà sau này bà xã nếu có cái điều kiện hỗ trợ cho anh về bà xã ở cũng được, mà dạ, ở đâu cũng được. Miễn là hai người với hồn hoặc với nhau, cái thông cảm, chia sẻ với nhau cho đến khi có đầu có đuôi, nó có trước có sau, nó vẫn vậy. Khi anh có điều kiện hay người vợ của mình có điều kiện, cũng nâng đỡ dẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đừng có khinh khi với nhau. Dù nghèo nó sạch rách, nó vẫn là thơm. Dù vợ chồng nếu sau này không làm ăn được thì dắt nhau đi xin ăn, nó cũng vẫn là hạnh phúc. Anh đó là cái câu là khiêm tốn nhất con người, nó đều xuống cái tận cùng bằng số. Với cái nguyện vọng của anh Phong là chủ yếu là tìm một người bạn đời của mình đó, quan trọng là hiểu nhau và có tiếng nói chung. Và cái việc tiếp theo đó, với anh là anh không quan trọng là ở bên anh hay là ở bên chị, dù cho ở bên chị mà có cái công việc làm. Đúng đó, rồi. Để cho hai vợ chồng gắn kết và để cho cái nền kinh tế hai vợ chồng có cái khoản để là hàng ngày chi phí cuộc sống tiếp theo, để hết cái quãng ngày còn lại. Thì anh cũng không có ngại cái việc mà ở bên chị hay là ở bên anh hết á. Ý nguyện của anh là nơi nào làm ăn được thì anh chị sẽ dừng chân, phải không ạ? Đúng rồi, bây giờ anh cứ nghĩ một người anh thấy trên mạng cái cộng đồng chi xứng nhất là anh thấy là cái phù hợp, có hai người anh đang phù hợp với anh nhất mà anh phải đến với Phúc. Dạ, em cái hỗ trợ cái đó là người tên nữ tên Linh, là họ cũng là một người đứa con gái cũng 15 tuổi. Có một người nào ở Bình Dương là con nay hai mấy tuổi cũng dạ sống và độc thân, những công việc nhưng làm cũng bất động sản. Như anh thấy là một cái phù hợp với anh nhất là anh cũng là một người tài xế lái xe ở nhà. Dạ. Anh muốn đưa họ đi hay công việc giờ anh muốn rút gọt bên ngành thời trang này, nếu cái ngành thời trang này nó không ổn nữa thì sẵn sàng anh theo họ. Dạ. Làm bất cứ một công việc gì hỗ trợ cho họ. Dạ. Khi lúc mệt mỏi nhất có người bên cạnh hay bưng một ly nước, nó cũng là vẫn là hạnh phúc. Đó. Dạ. Là anh cầu mong anh chia sẻ nhất em, nhất là cái tâm trí của anh, là nguyện vọng của anh nó như vậy. Em cũng chia sẻ với anh Phong là như vậy. Em Phúc và cùng em Nghĩa, hai anh em làm Nhịp Cầu Nối Kết Nối Yêu Thương á, là khi mà để mà anh chị đến chương trình bày tỏ bản thân của mình, ví dụ anh chị cảm thấy trên kênh của em mà những anh chị nào mà có cái nguyện vọng, anh chị có nhu cầu tìm hiểu, thì bên em sẽ cung cấp cái thông tin. Và ngay sau khi bên em cung cấp cái thông tin đó thì anh chị tự có cái trách nhiệm tìm hiểu với nhau. Đúng rồi. Tụi em giống như là cái nhịp cầu nối thôi. Đúng rồi. Đó. Tìm hiểu về cái hoàn cảnh gia đình hai bên, rồi tìm hiểu về cái mối quan hệ gia đình, và cảm thấy đủ duyên thì mình tiến sâu hơn. Đúng rồi. Và cảm thấy không đủ duyên thì anh chị xem như là bạn bè. Chứ sau này đừng có đổi thừa em mà Phúc sao mà anh đến mình Phúc mà anh Phúc nó không kết nối cho anh hạnh phúc trăm năm. Em thật sự em nói, đôi khi gia đình vợ chồng sống 5-10 năm đưa ra nhau ra tòa ly dị, đến bên em có 1-2 lần mà kêu em làm được không có bảo được. Cái đó là cái hạnh phúc. Đúng cái rồi. Hạnh phúc tự mình tạo hai ra. Người tự quyết định tự tạo ra. Dạ. Một cái hạnh phúc chứ không ai tạo cho mình một cái hạnh phúc được. Dạ. Thì em đặt câu giả thiết gì đi, giống như bây giờ đi, chị nữ mà em thí dụ thôi nha. Chị nữ chị yêu anh đi, em thí dụ mà anh không yêu chị nữ, thì bây giờ chị nữ kêu Phúc mày làm mai anh Phong cho chị, em nói xin thua bà luôn, làm sao làm mai được đó. Nên là cái em chỉ là tạo cho anh cái cơ hội là anh chị gần để là gặp nhau. Và có thể không gặp nhau thì em sẽ cung cấp cái thông tin để anh chị liên lạc với nhau. Đúng rồi. Còn ngay sau khi liên lạc đó là anh chị phải tự chịu trách nhiệm cho mình. Đúng. Tìm hiểu, chứ em không phải là cái người mà phải đi từng nhà tìm hiểu đâu. Em thí dụ đi, anh thấy đó, mỗi một ngày ví dụ em quay 20 cặp đi là 40 người. Thì mỗi một anh chị một tỉnh, thì một ngày em có đi nổi được 40 tỉnh đó hay không? Mà em có đi ra đến nhà anh đi nữa thì không thể nào
mình tìm hiểu hết sâu vào trong của họ được. Đúng rồi. Để tìm hiểu sâu sắc hay không là hai người yêu nhau và hai trái tim nó phải cùng chung cái cùng nhịp đập nhau đó. Đúng rồi. Để em cũng nói trước để sau này tránh cái trường hợp mà đôi khi nhiều cô chú anh chị là gọi cho em hỏi Phúc ơi, bây giờ chị thích cái anh thích cái chị đó, em coi làm mai cho anh mấy ngày anh cưới được, nói em xin thu anh đó. Nếu mà em coi được thì em làm thầy bói à. Nói nếu cái hạnh phúc nó đến cũng bất ngờ lắm. Khi dạ. một người thương mà 99 người không thương cũng không sống được. Một dạ. yêu cầu là một cái người thương đó. Thì nhiều lúc anh cũng thấy cái cô Linh nữ tên Linh, cái tâm sự trên mạng đồng thì anh thấy cũng nó cũng là rất là hay. Khi mà đi sâu vào vấn đề đó anh thấy có một cái ấn tượng rất là nhớ. À, cái ấn tượng sao? Họ cũng sống 15 năm ly chạy vì chồng 15 năm, anh cứ mất có người vợ 4 năm thôi, anh cảm thấy là nó một cái giá trị người đàn ông sống thiếu người phụ nữ. Nó một cái gì nó khó tả lắm. Dạ. Nó không có thở mà ngước lên mà nhìn cười với cuộc đời được. Nó cười là cười ngượng vậy, thật cười mà cười thật lòng với mình nếu bên cạnh có hai người. Nó cười ra mới gọi là cái cười hạnh phúc. Chứ còn giờ mình cười cho bản thân mình chứ qua mình cười sự dối lòng mình thôi. Cười cách đưa đò thôi chứ dạ. thật sự cũng lòng họ rất là buồn. Đó. À, dạ anh Phong ơi, thông qua video ngày hôm nay thì anh Phong có đôi lời gì trên video anh Phong nhắn gửi đến chị nữ, em mời anh. À, thì anh cũng nghe bên mạng cũng lên YouTube rồi bên Phúc với Nghĩa cũng giới thiệu về em rất là nhiều. Mà anh nghe đó là anh cảm thấy những người bạn cũng hối thúc anh được xuống ở chương trình mà hỗ trợ cho anh được gặp em một lần cũng được. Có kết nối với nhau, gặp em trực tiếp thì lúc nào gọi anh, lúc nào anh sẽ cho số điện thoại, em cho số điện thoại, lúc nào anh cũng sẽ gặp em. Bây giờ gì nha anh Long nha. Nếu mà để mà gặp chị Linh thì làm như là hôm nay chị Linh vào nè, làm như là từng rồi là chị đi về trang trại, là hôm nay chị vào về Phan Thiết, chị có hẹn với em là uống cà phê, là chiều nay chị hẹn em uống cà phê. Nếu mà anh có gặp thì sáng nay em quay hình, nhưng mà nếu mà đi uống cà phê được thì chắc phải là chiều á. Thì được, nếu Phúc cái cũng là người cộng tác thành viên cộng đồng thì muốn nào cũng thành công mình mỹ mãn. Yeah. Cả ở trong nước và cả ở nước ngoài cũng mong muốn cái YouTube em càng ngày càng mở rộng, càng phát triển lên hơn nhiều. Anh mong muốn vậy. Vậy ha anh Phong ha, anh em mình trò chuyện tí, nếu mà anh Phong có thời gian thì ngồi lại chơi. Tại vì khi mà chị vào đến là chị gọi cho em chắc cũng khoảng chừng đôi ba tiếng là chị vào đến đó. Là chị gọi cho em thì anh em mình uống cà phê. Rồi ví dụ anh có việc á thì anh về thì em sẽ gửi số của chị cho anh rồi anh liên lạc. Không, anh vẫn ở được, anh vẫn chờ. Nếu anh thiết thì vô đi, giờ đi lẹ đi, vô khoảng 2 tiếng tới cái đường cao tốc ra đó lẹ lắm. Không, làm như là chị đi lúc sáng giờ này không khéo vào thành phố Hồ Chí Minh rồi, nhưng mà chị nói là đầu giờ hay là chiều chị mới gọi cho em. Thì anh lúc nào cũng thì anh ở đây xuống gần lắm, không biết lúc đầu anh chạy vòng vòng nó ngược chiều này á, mình xuống tìm được anh hoàng rồi. Anh biết rồi là anh chạy rất lẹ, trên anh đi xuống như này thì nằm trên cái trạm đầu phí An Sương, chạy xuống này thì khoảng nửa tiếng tới thôi. Dạ. Thì nếu mà tạo điều kiện anh với Linh gặp nhau thì anh cũng sẵn sàng. Lúc nào, bất cứ lúc nào, giờ nào cũng được hết. À quên, bữa nay chị Linh vào biết chị không, ngày mai đi thiện nguyện với em. Quên. Bữa nay vào là chiều nếu còn phê, ngày mai là đi thiện nguyện với em. Tại vì chị gọi cho em. Vậy thì ngày mai chị đi với em mua xe cho cái chị mà bị chất độc ngoài da cam. Ngày mai chị đi thiện nguyện với em. Thì chiều uống một phê, chiều nếu mà anh có việc thì anh về. Xong rồi chiều lúc nào rảnh quay lại, còn không thì ngồi đây chơi với tụi em nè, rồi ngồi đi đôi ba chắc chừng không quá ha, chừng 2 tiếng trở lại. Thì anh ngồi chơi khoảng 12 giờ 1 giờ không biết lên về lúc nào thì... Không chắc có lẽ là khoảng 1 giờ. 1 giờ. Gì thế anh Phong nha. Trước khi em kết thúc video, một lần nữa anh Phong có đôi lời gì nhắn gửi đặc biệt gửi đến chị nữ giúp em. Chúc nữ bình an về trở về Sài Gòn được ngày Chủ nhật vui vẻ, gặp lại những thành viên mới, có những sự bình an cho mọi người. Dạ, cảm ơn
anh Phong. Dạ thưa anh Phong, sau khi ngày hôm nay anh Phong đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương để mình bày tỏ bản thân mình, gửi đến là quý chị đặc biệt bên cạnh đó là chị nữ anh Phong ha. Anh Phong có đồng ý cho em sử dụng hình ảnh của anh Phong đăng tải trên trang cá nhân cộng đồng không ạ? Thì khi lúc nào trang cá nhân của anh, khi lúc nào anh có một cái người cờ cộng bên anh sẵn sàng hai người đó sẽ lên tất cả trên mạng. Bây giờ mình lên là giống như là một cái, anh nói với nghĩa hiểu là lên thì lên được. Anh cảm thấy mình hơi khép lại, ẩn lại một xíu đi, ẩn một cái thời gian ngắn gọn. Anh với Linh gặp nhau, nếu mà anh với Linh có một cái gì trên thành công miễn mình thương. Vậy là anh có đồng ý cho em sử dụng hình ảnh của anh Phong để đăng trên trang cộng đồng như là YouTube, Fanpage, Facebook không ạ? Được hết. Dạ okay. Cảm ơn anh Phong. Bởi vì mình có đâu phải là một thành phần xấu, mình đâu. Dạ dạ. Đúng rồi. Thì nói chung là giấy tờ của anh Phong thì em cũng xem qua rồi. Chị dạ, ở nhà thì tớ quá đi. Dạ chị ở nhà thì qua đời cũng được là địa phương xác nhận cho anh hiện nay là đang độc thân chưa kết hôn với ai. Trong từ cái thời điểm mà bà xã anh qua đời. Thì cái giấy chứng nhận đó thì em cũng đã xem qua rồi, được địa phương xác nhận rõ ràng. Và một lần nữa thời lượng video đến đây, em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức cũng xin tạm khép lại chương trình và cũng xin kính chúc anh Phong một ngày sớm nhất mình đạt được cái ước mơ, biết đâu đó mình tìm hiểu được một người bạn đời của mình để nắm tay nhau và cùng nhau để xây dựng cái ngôi nhà hạnh phúc đi hết cái quãng ngày còn lại. Luôn luôn trên môi đều có cái nụ cười cả hai anh nha. Dạ rồi, cảm ơn em rất nhiều. Dạ em cũng xin kính chúc quý khán giả ngày mới an lành và hạnh phúc. Và trong quá trình chia sẻ video, có những gì sơ sức về âm thanh, hình ảnh, lời nói không được lưu lót, cũng mong quý cô chú anh chị để lại phần comment dạy bảo góp ý anh em sẽ cố gắng ra những cái video chất lượng hơn, không phụ lòng ông bà cô chú anh chị trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo. Quý cô chú anh chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương, vui lòng đến địa chỉ quốc lộ 1A, chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi số điện thoại trên màn hình, anh em hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Dạ anh Phong ơi, trước khi em kết thúc video, anh Phong có thể chia sẻ giùm em, từ khi anh đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương em, bên em ngày hôm nay anh chia sẻ bày tỏ bản thân, anh có phải tốn một cái khoản chi phí nào chi trả cho chương trình Kết Nối Yêu Thương bên em không ạ? Không. Dạ em cảm ơn anh Phong.